Xin chào quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021. Sau đây mời các bạn hãy cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới giao dịch quanh quẩn ở vùng 1.750 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng biến động liên tục nhưng không tạo ra sự đột phá, khiến cho thị trường kém sôi động. Đã có lúc giá vàng biến động mạnh sau khi nước Mỹ công bố số liệu kinh tế quan trọng nhất trong tháng. Thị trường lao động của Mỹ vẫn biến động mạnh do số lượng công nhân nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ít hơn dự kiến. Đây là lần sụt giảm đầu tiên về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong gần một tháng qua. Cụ thể, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 38.000 đơn xuống chỉ còn 326.000 đơn, thấp hơn con số của tuần trước là 362.000 đơn. Số liệu này thấp hơn khá nhiều con số 350.000 đơn do các nhà kinh tế dự báo. Các nhà kinh tế theo dõi chặt chẽ tình hình thất nghiệp hàng tuần vì sự cải thiện trên thị trường lao động có thể sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo cắt giảm chương trình mua trái phiếu trước cuối năm nay. Bên cạnh đó, sự phục hồi trên thị trường chứng khoán của Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng cũng là những yếu tố tiêu cực đối với thị trường kỳ loại quý. Tuy vậy, trong một báo cáo do ngân hàng đầu tư nổi tiếng trên phố Wall vừa được công bố, các chuyên gia vẫn khẳng định vàng và Bitcoin là những hàng rào bảo hiểm cần thiết khi mối đe dọa của lạm phát đình trệ, một môi trường tăng trưởng thấp và lạm phát cao hơn liên tục tăng giá. Mặc dù thị trường kim loại quý vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong ngắn hạn, nhưng các nhà phân tích tại phố Wall cho rằng dự báo dài hạn của họ với vàng rất tươi sáng khi giá được đẩy lên các mức cao bất ngờ. Trong một báo cáo của ngân hàng viết, cũng cần nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư vào đồng Bitcoin và vàng được xem như bảo hiểm chứ không phải là giao dịch trong ngắn hạn. Đây là danh mục đầu tư dài hạn nhằm cân bằng giữa rủi ro và cơ hội dài hạn trong bối cảnh toàn cầu bấp bênh như hiện nay. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng không có biến động nhiều trong phiên cuối tuần, nhưng mức giá vẫn neo ở đỉnh cao trong vòng nhiều tháng qua, khiến cho mức chênh lệch giá vàng ở cả hai thị trường trong nước và thế giới giãn rộng lên trên vùng 9 triệu đồng lượng. Hiện, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC phổ biến ở quanh mức 57.150.000 đồng lượng mua vào, bán ra 57.850.000 đồng lượng. Tương tự, giá vàng PNG tại thị trường Hà Nội cũng được giao dịch ở mức 57.300.000 đồng lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 57.850.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ở mức 550.000 đồng lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch giá vàng trang sức, vàng nhẫn ở quanh mức 50.600.000 đồng lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 51.350.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán hiện đang ở mức 750.000 đồng lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước và thế giới, mời các bạn hãy cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 1.756,63 đô la Mỹ. Trong phiên, tăng 0,35 đô la với tỷ lệ 0,02%. Chỉ số đồng đô la Mỹ cũng đứng tại mức 94,104 điểm. Trong phiên, giảm 0,1%. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 57.150.000 đồng lượng, bán ra 57.870.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 57.150.000 đồng lượng, bán ra 57.800.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.900.000 đồng lượng, bán ra 57.800.000 đồng một lượng.
Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 650 cho đến 900 nghìn đồng một lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Vàng Pinji tại Hà Nội mua vào 57.300.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Pinji từ 500 cho đến 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Phú Quý, SJC mua vào 57.300.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 57.320.000 đồng một lượng, bán ra 57.830.000 đồng một lượng. Tại Minh Hồng, SJC mua vào 57.500.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải, SJC Hồ Chí Minh mua vào 57 triệu đồng một lượng, bán ra 58.100.000 đồng một lượng. Vàng Pinji, SJC mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Vàng Pinji một lượng mua vào 50.500.000 đồng một lượng, bán ra 51.500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 57.250.000 đồng một lượng, bán ra 57.750.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 57.200.000 đồng một lượng, bán ra 57.700.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.870.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 57.200.000 đồng một lượng, bán ra 57.900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.870.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.870.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.870.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 57.130.000 đồng một lượng, bán ra 57.870.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 57.120.000 đồng một lượng, bán ra 57.880.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Tại Miền Tây mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 57.150.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 57.130.000 đồng một lượng, bán ra 57.870.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 57.170.000 đồng một lượng, bán ra 57.900.000 đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốn số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 50.600.000 đồng một lượng, bán ra 51.350.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 50.250.000 đồng một lượng, bán ra 51.050.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.345.000 đồng một lượng, bán ra 50.545.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.441.000 đồng một lượng, bán ra 38.441.000 đồng một lượng.
vàng nữ trang 14K mua vào 27.915.000 đồng một lượng, bán ra 29.915.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.440.000 đồng một lượng, bán ra 21.440.000 đồng một lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe. Các bạn đừng quên nhấn giúp mình Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.